chào quý cô chú anh chị đang quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai hàng giảo Thủ Đức, hàng gần năm mùa cả nhà. Đây là một cái cây sim nha. Cái này là gần chín mùa nha cả nhà, nhìn ta nuôi cái cốt của nó nè. Cái cốt của nó liền 100% nha. Ai nói hàng ghép không được đâu, nuôi không được lâu đâu. Hàng ghép là bao nuôi luôn nha. Nuôi nó sống thọ y như hàng zin nha cả nhà, chứ đừng có nghĩ mình cứ làm tưởng là hàng ghép nuôi không có lâu mà hàng zin. Thật ra là người ta nuôi tầm 9-10 mùa bình thường đây nè. Nè cả nhà nhìn nè, ở cái cốt của nó kìa. Đó cả nhà nhìn nè, mai này là mai ghép nha, cây mai ghép nè, mai giảo Thủ Đức nè, nó bự vậy nè. Rồi đó, đây rồi. Lên cho em cái cây này coi nè. Bây giờ tối nào chúng ta hãy cùng xem hoa. Rồi hồi nãy hai bông ngày giờ kinh tế kinh lối rụng luôn rồi. Nhưng mà đây vẫn còn một bông rất là đẹp nè. Đây cả nhà nhìn nè, cái cánh của nó rất là dày nha, dày ha, hoa to bự chà bá luôn. Mấy cái này là nó nở hôm qua, bị hồi tối này bị trận mưa nè. Nè cả nhà nhìn nè, bị trận mưa rồi cho nên là nó rụng nhị ha. Rồi Vinh coi phần củ đế luôn hai ơi, củ đế tàn rồi luôn. Đây phần củ nha cả nhà. Đây cái củ này nó như củ mì luôn rồi, nó liền cốt 100% luôn rồi. Chiều cao của nó 50 cm đi lên hết, 50-60 luôn. Cây nào cũng vậy nha. Đây cả nhà nhìn nè, đó cái củ nó mọc riêu xanh luôn, có nghĩa là người ta nuôi lâu cỡ nào rồi cả nhà. Có đế lò xo nữa nha, cái củ nở lò xo nãy em dạch như có bí nữa đó. Đó mấy cái củ nè, đây nè có cây lò xo nữa nè. Đây lò xo nữa nha cả nhà. Đó em đi dài tới nha, còn nó rất là nhiều luôn. Đó bây giờ đang chuẩn bị soạn về nè. Soạn là lựa toàn những cây vip về không nha, chứ còn hàng nhỏ là để nuôi tiếp đó cả nhà. Bên em bán là uy tín chất lượng cho nên là cả nhà cứ yên tâm nha. Đó đây nè, đế lò xo cũng có nè. Đây lò xo, đây lò xo nha cả nhà ơi. Đó rất là ok la luôn nha. Ôi cái cây nó bự nè trời. Đó rồi ha. Ôi bông nè, bông nè cả nhà, bông rất là to luôn á mọi người nè, bông to thấy ghê không, màu sáng rực sáng trưng luôn, màu sáng rực sáng trưng luôn nè. Đây nè, nó nở toàn là bông chùm chùm không à. Đó rồi 450 một cây nha cả nhà. Hai cây thì chúng ta đề là 850, bên em bao ship cho chúng ta nha. Hàng này rất là to, về đóng thùng một cái thùng nó cũng rất là bự luôn. Hàng này năm mùa rồi cả nhà ơi. Đó rồi, ai thích thì cứ alo cho vườn mai của chú chè bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.